chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Cho cháu quả xoài. Cô có gì ăn không cho cháu xin đi? Ở đâu mà lại đi xin? Cháu ở trên núi mới xuống. Ở trên núi mới xuống á? Cái này toàn hàng bán rồi, xin nào được? Thì cô bán kệ cô cho cháu ăn xin ít. Ăn xin ít á? Cho cô có thích không? Cái gì xuống đây? Anh cháu lại xuống đây, xong bỏ cháu ở đây. Ôi, sao lại thế? Cháu đang đói. Đang đói à? Xe tím à? Vào xin mất cái nào đấy kia. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với mọi người biết hôm nay anh em mình làm gì không? Nói chung là mọi người hôm nay thấy anh em mình quay trắng không? Ai không? Đi xe hoa kinh điển không? Nói chung là vừa bị vợ đuổi ra khỏi nhà, thế nên là anh em mình quyết định bỏ nhà đi bụi, gọi là không. Thế anh bảo rủ em đi chơi. Đi chơi đấy thôi. Đi bụi đi không? Có đi không? Anh em mình sẽ đi bụi, gọi là sẽ như thế này. Coi như bỏ nhà luôn, đi ra cơm đường cháo chợ rồi các thể loại chơi không bây giờ nhá. Em muốn đốt chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nói chung là sẽ không mang tiền là thứ nhất, không mang đồ ăn là thứ hai. Thử ăn cơm đường cháo chợ kiểu như anh em mình sẽ làm thử thách gọi là siêu sinh tồn à? Không phải siêu sinh tồn, không sinh tồn gì cả. Anh em mình bỏ nhà đi bụi thật luôn. Gọi anh ơi, nó tốn cơm tốn gạo nhỉ. Chuẩn đấy. Tí nữa giả dụ như nói chung là ai có cái gì hoặc là đấy, có thể là sẽ đi nhặt xác vụn bán để kiếm sống này. Đặc biệt một cái là sẽ không mang tiền, mà đây là toàn những dụng cụ tư trang của anh em mình. Đây cho mọi người xem có những gì nhá. Đầu tiên là siêu xe ba bánh Super Cup và xe hoa và một chiếc thuyền. Đây là chiếc thuyền của anh em mình ngày trước, em mình vừa chế ra đấy, để cho nó thích hợp với gọi là bỏ nhà đi bụi đấy. Và đây là một chiếc lều nhỏ đủ để hai anh em mình ngủ thôi nhá. Mình tính với đâu là ngủ trên này nhưng chật quá. Thế là nếu mà có ngủ lề đường hay kia thì có thể dùng chiếc lều này giải. Và đây mang theo hai chai nước. Nói chung uống hết thì lại đi xin. Đây nước với đồng thiếu gì? Nước mạch ấy. Đây, đặc biệt là cái này là tránh ra để cho mọi người xem quả túi thần kỳ mà mình đã chuẩn bị. Đây. Đây là quả túi thần kỳ. Mọi người biết. Mọi người biết ở trong có cái gì không? Đấy. Đấy. Mở nhầm ngăn, nhiều ngăn quá. Bỏ nhà đi bụi luôn. Vợ đuổi, không ở nhà nữa. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Đấy. Trời. Đầu tiên sẽ là một con dao. Bỏ đao đủ lòng đao. Đấy. Thứ hai nữa là một chiếc nồi để anh em mình có thể nấu ăn nhá. Đấy. Kéo này. Ui, kéo này. Gì? To đấy. Đấy. Anh đi. Bát này. Đấy. Đũa này, thìa này. Dao này. Kem đánh răng này. Đấy. Bàn chải này. Bánh xà phòng này. Bàn chải đâu nhỉ? Đấy. Bàn chải trong ba lô em. Quần áo này, một chút quần áo này. Đấy. Trời. Trời. Đi đâu mà chấm bia, vẫn giấu được chấm bia. Nói chung là uống nốt lon này. Không anh em mình đi. Có cứt ấy. Có mỗi một lon thôi. Vợ đuổi thì cho mỗi một lon bia mang đi với lại quần áo thôi. Không được mang một cái gì. Của hồi môn của Marika đấy. Tiền nong không có nha. Nói chung là sẽ không
sống theo đúng một kiểu như ở bên Tây nó gọi là gì nhỉ, vô gia cư đấy, chuẩn vô gia cư. Anh em mình sẽ lang thang khắp đầu đường xó chợ, rồi những chỗ nào gọi là cứ đi đến đâu thì đi đến đấy. Nhưng mà anh em mình phải chọn chỗ nào đấy, giả dụ như có hết tiền xăng thì anh em mình sẽ phải đi kiếm tiền đấy, cho bằng chính sức lao động của anh em mình. Đấy, nói chung là đêm tối thì sẽ có đèn, nhưng mà đặc biệt là không có thức ăn và không có tiền nhá. Đấy, kỹ năng sinh tồn của anh em mình thượng thừa mà. Bây giờ anh em mình sẽ sử dụng kỹ năng sinh tồn vào trong cuộc sống và thử thách, như kiểu là không phải đi săn bắt hay kia cả, giờ đói quá vào đi ăn xin. Cái khéo thì giàu ấy. Em thấy tôi ăn xin ở trên TV nhá, không giàu luôn đấy. Thế nên là tao quên quần chuẩn bị cái bát mẻ. Cứ tưởng cái nón thôi, đi đường thì cố gắng nhặt cái nón mê ấy, đi ăn xin cho nó chất. Với lại xong rồi em ở ngoài em chờ anh vào ăn xin nó mới ngủ. nói thế thôi, bây giờ anh em mình sẽ lượn á, gọi là dự định như thế, cứ lượn cho nó đấy ạ, một bình xăng đầy rồi đủ để anh em mình đi khoảng tầm 3-4 ngày với con xe này. Nếu mà hết xăng là anh em mình bây giờ xăng rẻ mà anh, xăng rẻ như nước lọc đấy, bát đũa kêu mà anh em khéo, anh em mình cứ lượn đánh bóng mặt đường cháu nhà được tiền, sẽ sống đúng như người vô gia cư nhé mọi người nhá. Review quả salon, cái salon của mình. Đấy, còn cái nữa là sẽ anh em mình đi ấy, thì khả năng sẽ có người nhận ra, thế nên anh em mình sẽ hóa trang bịt kín lại. Thế này khả năng sẽ ít bị nhận ra. Bây giờ anh em mình sẽ đi bắt đầu đi lượn khoảng tầm 5-7 cây gì đấy cho mát, xem thế nào. Đi mượn cho mát thì không có thêm khác gì. Nhìn quả xe của mình nhé. Cái này thiết kế hơi lỗi rồi, không ổn đâu. Được. Con số. Đi được một đoạn khá xa rồi, nhưng mà bây giờ phát hiện ra một món ăn mọi người ạ. Bây giờ nếu như từ đứng yên trên kia kìa, bắt được con than lằn này thì anh em mình sẽ gọi là chống đói tạm thời được. Đây còn nữa, từ sẽ bắt con to trước, gọi là dự trữ nếu mà đấy chứ nữa. Đây này,
những cái rau này nhá, tí mày hái lên một ít. Cái này cũng, cái này cũng ăn được nếu gọi là chống đói. Lần trước anh em không có gì ăn ơi, thì không có gì ăn thì anh em mình sẽ xào. Xào thịt bò không có gì. Bắt bắt con thằn lằn kia để xào. Mày đi thẳng trước, rửa rửa nó. Mày đi thẳng ra trước. Đấy, đi tự nhiên, đi tự nhiên. Thế, rồi. Đấy. Nếu mà đói quá đây sẽ làm món ăn. Đấy. Gọi là cũng sinh tồn phết đấy. Em cầm cho. À mày hái ít rau này gì về kia. Để à. Không có gì ăn thì chén nhỉ. Hái đi. Ui tất kệ tất tiếng này. Này. Rau ngọt, rau đắng này ăn xuống lắm. Ui chà. Đấy. Cấm. Bây giờ mình hái ít rau. Rau này là rau gì nhỉ? Rau cứt lợn đấy. Rau luộc ngon rồi. Cứ tích nó vào đây, biết đâu nó sẽ là một món ăn ngon đấy mọi người. Đúng rồi. Đục một cái lỗ cho nó sống đã. Hái đi xong để vào túi bóng. Ok. Anh hái giúp em đi. Xong lên xe, từ từ ta đục lỗ đã. Đi một quãng đường cũng không kể của anh gì đâu thôi. Hôm nay anh em mình quyết định sẽ tọa đàm ở đây. Thì đi một quãng đường khá là xa rồi. Mình nhìn thấy cũng view khu này khá đẹp mọi người. Rồi. Siêu mát nhỉ anh nhỉ? Đang ngồi siêu mát nhá. Rất là mát. Thế là anh em mình có thể nghỉ ngơi ở đây được. Và mọi người biết điều cần nhất là gì không? Đây là bên này này. Rồi. Khu bên này là khu chợ. Đấy. Tí nữa mình sẽ tí nữa anh em mình sẽ có một thử thách nho nhỏ đấy, dành cho Mao Đệ hoặc là rau mình, gọi là đi vào đấy vào chợ xin đồ, tức là sẽ không dùng tiền nhé, không có tiền mà sẽ đi xin một cái đồ gì đấy để ăn. Anh em mình vừa có một nắm rau với lại một con thằn lằn rồi, thế nên là vẫn phải cần thêm đồ ăn. Anh ơi, có cả lá sung này. Chờ tí đi sang đây dọn đồ nghỉ ngơi đã. Cho đồ xuống, cho lều ra, cho lều ra. Nhưng mà đói nhỉ. Đã đói rồi. Có mà. Nướng người ta làm ăn được. Thằn lằn có mỗi con. Đây. Đây là lều dã chiến của anh em mình. Đấy, nó bật luôn. Đấy, đấy chưa. Mọi người thấy quả lều dã chiến không? Chết chết đi. Đấy. Thế là có chỗ ăn chỗ nghỉ. Đấy. À, bây giờ nhá. Sẽ có một thử thách. Mao Đệ, ra đây. Sẽ chơi gọi là thử thách như thế này. Nào. Kiểu như là tìm sự giúp đỡ của người lạ. Mao Đệ sẽ đi xin đồ ăn ở trong chợ.
xem mà phản ứng của mọi người như thế nào, và sẽ gọi là xem mọi người có giúp đỡ, tức là sự giúp đỡ thấy người lạ sẽ có giúp đỡ không ấy. Là sẽ ba mẹ sẽ đi vào chợ xin được cái gì xin đấy. Ôi chị, em thích ăn xin à? Hả? Em thích ăn mày à? Chị ăn mày cũng được, gọi là mình làm thử thách cơ mà. Thử thách à? Ờ. Thế thử thách mày phải bịt. Thế em vẫn là không là ăn mày nhỉ? Ờ. Mày sẽ phải bịt, mày thử bịt lại nào, xem nhận nào. Đấy. À, có trang đâu? Nhưng em cũng phi được ngại lắm. Nếu người ta nhận ra là sao? Không nhận ra đâu. Thế sao anh không đi? Thì bây giờ trưa mày đi trưa tao, tối mình nếu mà không có đồ ăn mình sẽ cũng đi xin. Nhớ nha. Đến lượt anh. Nhớ nha. Nói chung là sẽ không dùng một cái gì đấy, chỉ dùng bản năng ở trong con người. Đấy. Đôi khi sự giúp đỡ lại đến từ một người xa lạ. Xa. Nào bịt vào. Không vì sang chợ luôn. Anh kiếm gì em bịt kín mà cơ. Đấy. Thế này nhá. Thì ở mau. Mau không đấy đâu. Không có gì, không ở đâu. Đây. Bịt khẩu trang vào. Ngược rồi. Đấy. Anh nhận ra em không? Không. Hơi khó nhận ra, chỉ nhận ra. Chỉ nghĩ nó là một đứa trẻ con thôi. Người ta nếu mà xin nhá, người ta bảo là xong rồi đi xin hay là hỏi người ta mà bảo sao lại đi xin cái kia, bảo là cháu không có nhà nhé, kiểu như sống một người vô gia cư ấy, bảo là cháu bị lạc, thế này cả tộc bị lạc thì người ta lại sợ, lại bắt thằng này lại giao cho công an để giao cho bố mẹ đấy. Thế nên là bảo là cháu đang đói quá mà không có gì ăn, hoặc là nói chung là mày tự nghĩ ra được một cái phương án nào hợp lý. Cháu hết gạo. Hết gạo lại đi xin thịt. Nhà cháu hết tiền. Đúng rồi. Nhà cháu hết tiền, nhà cháu khổ quá. Cô có gì cho cháu không? À, cho cháu xin với. Thế nhá. Đừng bảo là cháu đấy. Coi như mình sẽ sao? Sống như một người vợ. Anh ơi, sao bảo là cho cháu ăn xin à? Không, bảo cô có gì không cho cháu. Cho cháu ít cho cháu. Đấy, anh, kiểu. Em chẳng có kinh nghiệm ăn xin đâu, anh có kinh nghiệm. Mỗi thằng đi một buổi. Tối nay không có cái gì ăn thì tao lại đi. Và hôm nay sẽ là mau đệ đi đầu tiên nào. Xách dép lên và không nghĩ ngợi gì. Sẽ sống như một người vô gia cư đấy, đi gọi là nhận tình thương của mọi người. Ngại thế. Đi sang luôn khu chợ này nhá. À, địa điểm này cực kỳ hợp lý đấy. Mình sẽ đứng từ đằng xa và theo dõi Mao Đệ, gọi là gắn mic vào người Mao Đệ xem người ta phản ứng nào. Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có gì ăn không cho cháu xin ít. Ở đâu mà lại đi xin? Cháu ở trên núi mới xuống. Ở trên núi mới xuống á? Cái này toàn hàng bán rồi, xin nào được? Thì cô bán kệ cô cho cháu ăn xin ít. Ăn xin ít á? Cho cô có gì đâu. Cái gì xuống đây? Anh cháu lại xuống đây, xong bỏ cháu ở đây. Ôi, sao lại thế? Cháu đang đói. Đang đói à? Ừ. Cháu xin ít mấy thịt. Cô à? Hả? Cô không có cơm đâu. Thế có thịt không? Không, cô có bán thịt đâu. Thế cho cháu ít rau quả. Nhà cô đây đấy. Quả cô bán mà. Nhà cô đây này. Thế à? Cho cháu ít. Cô không có rau đâu. Thế thì cho cháu ít khoai, cháu ăn không cũng được. Khoai cô để cô bán. Cô cho cháu xoài nè. Cho cháu xoài á? Cô cho cháu một quả xoài nhá. Nhá. Một quả ăn làm cháu đủ được. Thôi cháu bé tẹo thế chỉ ăn một quả thôi chứ Nhưng mà không no được. Ăn một quả là no rồi. Ăn gì cho no nhỉ? Bé thì chỉ ăn một quả thôi chứ. Không no được thế cô cho cháu xin một bao gạo. Cô cho này một ít gạo thôi nhá. Ít gạo á? Một ít gạo thôi. Nhưng nhiều vào. Cái gạo không ăn được. Gạo tẻ này mới ăn được. Đấy, cô có bao nhiêu gạo cô cho mày tất. Gạo này gạo cúng à? Không. Gạo để nấu cơm đấy. Cúng ở đâu? Gạo này cúng cô hồn thế nào ấy. Không, gạo thì không cúng. Gạo ý á, gạo ý nấu cơm ăn ngon lắm. Cô nhỏ biết chú, cô ăn được. Thế cháu xin củ khoai. Khoai phải nướng chứ. Cháu nướng. Cháu đi xin bật lửa. Thế á? Thế tí mà. Vào xin hết cái đầu đấy đi kia. Cho gạo rồi còn đòi khoai, thì lấy củ nào? Củ to ấy. Bé thì chỉ ăn củ bé thôi. Cho mày củ vừa to vừa dài nhá. Nhá. Ừ. Cho cháu quả xoài. Đấy, xin nhiều thứ thế. À. Đi xin người ta chỉ xin một thứ thôi. Hay cho cháu một sữa. Sữa uống này không lớn được đâu. Ôi. Cô này. Có gạo, xin gạo thì cho gạo. Ê. Lại mấy trưởng ấy. Mọi người thấy không? Trưởng chim nó đã đi ăn chim các kiểu. Điều, tao đứng ngoài tao xem nhưng mà anh không nghe. Anh đã xem bên này. Nhưng mà không nghe thấy gì, xa quá không nghe thấy gì. Mới bật tần. Gắn mic cho mà để không nghe thấy gì. Nói chung là vẫn xin được gạo rồi kìa. Ngại có xù. Ngại à? Ngại. Tối tao thử cho ngại không? Hay là kiếm được cục ngoài. Tối mày không kiếm được cái gì ăn mình bảo. Sao cứ xin vào xin thịt đấy? À, xin mỏi vô mà không được. Điều. Thế cô cứ hỏi đi hỏi lại là một chú đi về luôn. Tao có thấy mày xin thịt đâu? Có, em phải xin thịt. Điều. Vào nhà tôi xin thịt. Đốt xin thịt đấy. Vào chợ đầy thịt. Mấy bạn này cứ nhìn chợ. Thế xin được mỗi này thì ăn gì? Đấy là vào xin. Vào xin thêm nửa cân. Đấy, đến lượt anh ấy đi. Vẫn là một bữa này xin thêm nửa cân thịt bò nữa nhỉ? Xin nửa cân thịt bò nữa ăn có phải ngon không? Ồ, ngại một chừ. Được, để tối tôi làm việc mà xem. Mẩy. À, bây giờ phải lôi đồ nghề ra.
khả năng sẽ ok đấy mọi người. Đấy, bây giờ anh đi nấu gì rồi? Em đi xin rồi đấy. Ok, ui, bắt đua ấy. Tất cả mọi người chơi thật kinh ngại. Đấy, đây bữa cháo. Thôi thì xin được ít gạo thì làm bữa cháo vậy mọi người. Đâu rồi? Có túi muối đâu nhỉ? Đóng cửa lại anh ơi, đóng lại rồi em ơi. Nói chung là chỉ chuẩn bị muối thôi nhé mọi người nhé. Còn đâu không có cái gì hết. Sẽ nấu ăn tạm cháo vậy. Đúng ngày đầu tiên ăn thử thử thách cũng gọi là bỏ nhà ra đi này. Bỏ nhà đi bụi. Anh em mình ăn cơm đường cháo chợ, đúng cháo chợ đấy. Cháo hòa, cháo không được. Ăn cháo muối thôi. Giờ đi bắc bếp đã. Không phải ăn cháo không được mọi người ạ. Ra đây. Con này nó khôn lắm, nó biết là chết nên không ra đâu. Thôi. Căn bản là không có gì ăn thôi nhé. Ui, cũng chưa sôi. Có gì ăn là tao không đấy đâu. Không giết mày đâu. Cháo thằn lằn mọi người nhé. Con này ơi. Ra đây bảo này. Đấy xa. Ra đây bảo. Có đồ ngon, có đồ ngon. Rồi. Hôm nay anh em mình không phải ăn. Không ăn chay rồi. Cha để đó đi đi. Đi gì? Tích cóp để mai đưa về rồi cho gà. Tích cóp anh ơi là bỏng thế. Tích cóp cái gì? Con khủng hoảng này không được đi. Ờ cho vào đây vừa đấy. Đấy là đã có một nồi cháo cá sấu nha mọi người nhá. Siêu ngon. Đấy. Quay bùi. Sôi chưa? Đang sôi. Lấy thêm củi đi. Đi để thêm củi nhá. Cháo cá sấu. Đây, mọi người nhìn này. Ơi, không nhìn thấy gì. Nó đang sôi rồi. Ui, xà chín rồi anh ơi, chín rồi. Chín rồi. Ui, con cá sấu của tao đâu? Xà xà. Ui, đây. Ui, nhưng mà... Cháo cháo này hay rồi ơi. Hay là sao? Cháo vị gì à? Đó rồi. Cháo trắng à? Muối đấy thầy. Hãy mày vào xin ít hành ra đi. Cháo hành thì nở. Đây có cá sấu đây này. Thì em ăn có cá sấu đi đâu. Mày khôn đấy. Đây con đây kìa. Ui bỏng 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 á. Nóng quá, nóng quá. Bỏng. Đây đúng là cơm đường cháo chợ nha mọi người nhé. Hơi bỏng mọi người ạ. Cho tao nửa con cá sấu. Đi nửa nguội à. Cắn miếng. Em ăn phần đuôi. Mày khôn đấy. Thế mày cắn trước đi. Ôi, anh đang nhiều đấy. Cho em cắn một miếng. Ui. Mời mọi người miếng cá sấu Hà Tiễn nhé. Đây. Đây. Đây là con cá sấu của anh em mình. Con cắn miếng anh được nhiều. Này nó vào nó ngọt nước hơn hẳn. Thịt con này rất là chắc nha. Tôi mới cho cả mọi người nhé. Ninh cháo như thế mà nó không bị tã thịt ra đâu. Ngọt nhỉ. Cháo biết thế cơ mà. Băm ra. Mày biết băm ra làm gì không? Dạ. Nấu lên. Xong rồi pha vào 3 chai nước ấy. Xong ăn làm vài bữa. Ôi tưởng thế thì sao lại. Nhưng mà không có cần câu vồ nên xui lắm mọi người. Không ăn được. Rồi. Quay, bỏng quá. Mọi người đã bao giờ thử cơm đường cháo chợ như anh em mình chưa?
bỏ nhà đi. Đây chỉ là video anh em mình làm gọi là thử thách với kia đấy, nhưng các bạn đừng nên học theo anh em mình bỏ nhà đi bụi nhé. Chế đấy. Kiểu này thì ăn uống xong nó nê à, gọi là sẽ ngày nào kiếm cơm ngày đấy. Tiếng nói chung là ở ngoài đường nên là tiếng xe nó hơi ồn, mọi người thông cảm nhé. Kiếm ăn từng ngày, chạy ăn từng bữa, bon chen, bon chen với cuộc sống, sống như người vô gia cư. Ngại gì, sống mãi anh quen. Tối đến là anh đi xin đấy. Người ta mà không có nhà bên kia thì người ta ngại à? Mình cứ thử sống như người ta xem sao. Không biết đi ăn xin người ta có cho không nhỉ? Hay là thì lấy bộ quần áo rách ra, cắt rách hết đi. Xong rồi tao với mày ngồi đầu cầu ấy. À lên hẳn cầu trên kia ra to. Ngồi đầu cầu. Người ta cười. Để nón bịt kín mà chứ. Đi ăn xin xem là thế nào nhỉ? Thế thì phải dùng cái bịt của các bà ấy. Hả? Bịt phát tụ cổ lên. Cắt quần này. Cắt áo ra này, bịt này. Cắt chân ra. Đây, cho mày cái đầu con cá sấu ở kia. Đầu anh không ăn được cho em. Không, đầu ngon nhất, tao nhường mày. Chẳng tiệm. Này, đấy là hôm nay, may là hôm nay còn có ăn đấy nhá. Nó mà đói, úi dồi ôi. Em còn có một củ khoai lang ngoài kia nữa nhá. Không kiếm được đồ ăn thì có mà. Thôi rồi. Chiều này bảo quá không cần được máu. Một, chiều nay một là anh em mình sẽ đi ăn xin. Hai là sẽ đi bới rác. Ba là đi ăn mày. Thử thách thôi, thật sự là thử thách rồi. Khi mình muốn cái thứ nhất là muốn xem mọi người sẽ đối xử với người lạ như thế nào khi mình xin ăn này, xin uống này, hoặc là bị một cái gì đấy. Giả dụ như chiều nay sẽ đi nhặt sắt vụn bán chẳng hạn. Với lại, với lại là sẽ làm một cái thử thách, gọi là coi như cái thử thách dành cho anh em mình, để cho biết về cuộc sống của những người vô gia cư như thế nào và những cuộc sống của họ khó khăn đến mức nào ấy. Thì anh em mình sẽ gọi là đi khoảng tầm chục ngày gì đấy, không tiền, không điện, không nước, không kia, chỉ có xin nhờ sạc nhờ máy, hoặc là nếu mà mưa gió quá thì đi xin ngủ nhờ thôi. Đèn pin với kia thì anh em mình chuẩn bị đầy đủ, cố gắng cầm cự được đến bao lâu dài nhất có thể nhé mọi người nhé. Mình nghĩ như thế này là hôm nay có ăn thì khả năng vẫn cầm cự được. Tắm thì đã có suối, kem đánh răng và xà phòng đã mang, xà bông nhé. Thế nên là mình nghĩ khả năng anh em mình sẽ sinh tồn được trong không phải sinh tồn, sinh sống được trong cái hoàn cảnh như thế này đến dài. Đây mới là thử thách này. Ngọt nha. Khá là ngon mọi người ạ. Này, còn khoảng tầm một bát cháo nữa. Nhưng mà phải thật sự tiết kiệm.
cái chiều ăn nhỉ, thức ăn và những tiết kiệm rất là nhiều những thứ có thể cầm cự được qua ngày á. Nên là anh em mình sẽ chén củ khoai trước. Đấy. Đấy mẹ rồi. Cháy bà nó rồi. Ê anh bà anh trông ơi, em củ khoai mà anh chẳng trông. Thằng này ăn gì à, nữa? Ăn được tí cái đầu này. Ui cháy. Nói chung là như thế này là không ổn nha mọi người. Lãng phí thức ăn rồi đấy. Gọi là là sao nhãng một tí. Cháy toay hết rồi. Đây còn ăn được một phần như thế này nữa thôi. Thế này là đây con bia, có một miếng thịt kia con bia nữa. Mày xin được mà. Xin thì xin nhờ. Cho củ to to vài cân thì chứ. Ôi mà còn gì? Này to nhất dài nhất rồi. Thì sao không mày không xin lấy yến gạo vào? Xin tao thấy quán đấy nhiều đồ ăn hải sản các kiểu mà. Nhưng mà người ta không cho đâu. Quán đấy bán hải sản mà. Hả? Ừ nhỉ. Nói chung là người ta cho thế này là quý lắm rồi nhỉ. Gọi là rất là tốt bụng mà. Người ta có hỏi gì không? Đó, nhớ. Bảo mày ở đâu ra? Em chả biết bảo gì, em chạy luôn. Thế á? Người ta có hỏi con cái nhà ai à? Lang thang đều. Gì? Đây, cánh nhân đâu lại được hả? Mày đó cái mày em ở trên núi chiều hết rồi nè. Ơi chăn chiếu của anh em mình rồi nhá, thôi tạm thời đi nghỉ trưa thì đã đi tẩy. Ơi mà nói chung là cái lều này thì không ổn, em mình làm lều không 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 được. À đây đây đây, tao nghĩ ra rồi, tao bảo tao bảo phải. Ơi nó xuống cháy 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 rồi nào, ra 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 ơi ơi. Ôi, con chân. Anh làm thế à? Mày quá chưa bẩn. Cứ tưởng là quá rồi. Chết quá chặt à. Nó ấy là chân làm gì, không bị bẩn à? Đấy. Ây, xà, thông minh hết nhỉ. Nằm vào. Em nằm ở trong, chỗ nhiều. Đấy, đóng đầu đuôi. Đấy. Nói chung là thế này sẽ đủ số cho hai anh em mọi người ạ. Nói chung clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share và một comment những gì các bạn nghĩ về anh em mình ở dưới bình luận nhé. Nhớ ở dưới mô tả anh em mình có để cái link. Mọi người muốn mua những cái đồ giả dụ như phông, bạt, máy quay hay là những cái đồ như anh em mình sử dụng ấy, xe chiếc các kiểu ấy, đó thì mọi người nhớ kích xuống cái link ở dưới mô tả nhá, để anh em mình cùng thôi ngủ đi tí chiều để đi ăn xin. Thôi chào tất cả mọi người nhá.